đây là cái phòng của mình. À, bây giờ là Tép đang chuẩn bị để đi qua bên New York. Thì là bây giờ 8 giờ rưỡi rồi. À, và cái cuộc hành trình của mình ngày hôm nay đó là sẽ đi lên sân bay Los nè, rồi bay qua Denver. À, Denver thì mình ngồi trên máy bay thôi chứ không có xuống sân bay. Rồi sau đó từ đó bay thẳng qua bên sân bay Philadelphia. Giống như những cái video trước á, thì Tép cũng có chia sẻ là khi mà mướn xe ở Philadelphia thì nó sẽ rẻ hơn là mướn ở trên New York. Vì vậy là hôm nay cái cuộc hành trình này cũng y chang giống như là lần trước Tép đi vậy thôi. Bay qua tới sân bay Philadelphia, sau đó rồi mướn xe ở đó rồi mình đi thẳng lên New York. Ok, thì bây giờ mình tiếp tục cuộc hành trình đi bộ của mình thôi mọi người ơi. Bây giờ là sẽ lái xe xuống nhà ba mẹ của anh xã Tép, rồi sau đó đó là Tép sẽ để cái xe ở đó. Rồi ba mẹ sẽ chở ra sân bay ha. Ba mẹ ở dưới khu Lido Sài Gòn á. Rồi đi. Đã vô tới sân bay rồi thì sẽ đi check in ha. Đi gửi vali đồ này kia các kiểu, rồi sau đó khi mà đi vào trong á sẽ bắt đầu quay tiếp ha. Gửi vali đồ này kia xong hết rồi sẽ đi vô máy để mình kiểm tra đồ này nọ ha. Đã vô tới trong rồi, không giờ mình đi ha. Chuyến bay của mình là 2 giờ rưỡi mà giờ này mới có 12 giờ vô sớm. Đi. Khi mà mình đi vô sân bay á thì mình cũng không có được đem nước đem gì vô hết. Vậy là có đem cái họ, có đem cái ly, bây giờ kiếm mua nước bỏ vô thôi. Ok. Bữa nay sân bay hơi vắng, không có đông. Bây giờ mình ngồi đây mình chờ ha, chờ tới cái chuyến bay của mình. Cái này là ở phía bên ngoài nè. Hôm nay thời tiết ở bên ngoài rất là nóng. Và cái này là ở phía bên trong. Ok. Sáng lên nhà của ba mẹ, ba mẹ có đưa cho một bịch đồ ăn luôn. Lúc nào cũng vậy hết, đi ra sân bay là ba mẹ nào là mua cà phê. Cái này là bánh mì nè. Bánh mì soy gốc. Bây giờ đi kiếm mua nước uống thôi. Ồ, ở đây có gì bánh nữa nè anh ơi. Ba mẹ mua nhiều đồ ăn thiệt luôn. Bánh khoai mì, hai miếng bánh khoai mì. Bánh mì thịt này là ở Thanh Tâm á, bán ngon lắm. Denver rồi nhưng mà vẫn ngồi trên máy bay để chờ chuyến bay bay qua bên Philadelphia. Đóng hết rồi á, tại vì bây giờ là đậu ở đây bỏ khách xuống để rước khách đi. Chờ người ta chở những cái hành lý này ra hết nè, rồi sau đó cho người mới vô chắc cũng khoảng nửa tiếng nữa, tầm nửa tiếng hoặc 40 phút. Có người sẽ đi vô để họ lau á. Họ lau nè. Cái chỗ mình không có cần lau à. Họ lên họ lau nè, kia các kiểu. Ở ngoài trời bắt đầu tối. Đi thôi mọi người ơi. Hãng máy bay mà mình đi là Southwest nha mọi người. Cái hãng máy bay này là mỗi lần mua vé như vậy là mình không có được lựa ghế, không có cho số ghế trước. Khi nào mình đến sân bay ha, mình ngồi mình chờ. Rồi tới chẳng hạn như có ABC thì cái số mình của Tép hồi nãy là C62. Thì đến cái lượt đó là mình mới bắt đầu đi vô trong máy bay. Rồi mình đi vô máy bay rồi mình sẽ kiếm cái chỗ nào mà trống đó. Rồi mình vô mình ngồi thôi chứ không có cái số ghế sắp trước nha. Đi cái hãng này hình như là 3 lần hay là 4 lần gì rồi. Mỗi lần y chang như nhau luôn. Họ sẽ không có sắp ghế cho mình trước. Như bây
giờ mọi người đang thấy là sẽ có những cái chiếc máy bay nè. Đây nè, 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, nó nối đuôi nhau để mà nó cất cánh đó mọi người. Bây giờ mình đã tới rồi, tới Philadelphia. Sau đó đi ra sân bay là mình sẽ, bây giờ là mình sẽ đi lấy hành lý nè, rồi cái đi ra mướn xe nữa. Và cái lỗ tai dở, nó ù, không nghe được gì hết. Lúc mà nãy mà máy bay vừa mới đáp cánh, hạ cánh xuống á, lỗ tai nó đau cực kỳ, rất là đau luôn. Ok, bây giờ Tép sẽ quay một vòng ở sân bay Philly chia sẻ với mọi người ha. Anh đưa cái vali lại, em bỏ cái này lên đây, em đẩy lên cho. Ok, wow, bây giờ là 12 giờ mấy rồi nên là sân bay nhìn thấy rất là im lìm luôn ha, ít người. I don't know. Rất là yên lặng. Cái này là bên trong của sân bay Philadelphia, Philly, của sân bay Philly. Mệt quá, Tép rất là đuối luôn bây giờ. Và hồi nãy á, là ở trên máy bay á, có ăn bánh mì rồi. Có ăn bánh mì ha. Bây giờ là no rồi, bây giờ là về khách sạn đi mướn xe. Sau đó về khách sạn là bắt đầu ngủ thôi. Hai cái lỗ tai bị nó đau quá. Nó đau và nó kiểu như nó ù á, không nghe được gì hết. Nó khó chịu luôn. Đến với Philadelphia. Yes. Okay. Hả? Dạ, cái này thấy nó mới nè. Lần trước mình đi đâu thấy đâu, hiểu không? Cái đó thấy mới á. Trước đi không thấy. Tên 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 tên. Ở ngoài giờ này tới thui không thấy gì hết á. Đi xuống lầu, sau đó đi lấy vali, rồi đi ra mướn xe, rồi đi về khách sạn ngủ. Có xe ngoài tám đi mở lận. Vậy hả? Đi Uber, đi về khách sạn.
bây giờ đi Uber hả? Mình thấy đi Uber về cách sạn. Ok. Thôi em ơi. Đi Uber về cách sạn là mai đi Uber về xe. Ok. Bây giờ mình sẽ đi Uber về khách sạn nha mọi người. Ngày mai 8 giờ mình mới lấy xe. Giờ này đóng cửa rồi. Wow, ok. Rồi, bây giờ đi qua đây lấy vali nha. Thì hụt khiêng vali, sau đó lên Uber. Thì cuối cùng mình cũng đã tới hotel rồi. Và cái này là ở phía bên trong hotel ha. Cái này là ở phía bên trong nè. Nhìn đây có cái đèn đẹp lắm nè. Đó. Từ cửa bước vào thì mình sẽ nhìn bên tay trái thì sẽ cái chỗ quầy check in. Rồi mình đi thẳng vô là cái chỗ này. Đấy. Đuối quá mọi người ơi. Tép giờ nói chuyện muốn không có nổi luôn. Đi sâu vô đây tí xíu coi có gì nè. À, họ bán đồ ăn ở trong đây nè. Bán mấy cái bịch bánh đồ này kia. Này. Bánh, nước. À, cái này là mấy cái mà mình có thể coi để mình tham khảo mình đi đâu với đi đâu á. Bây giờ mình đi lên phòng ha. Khiêng đồ mà quá nhiều vali, nhiều đồ quá nên là nãy ở sân bay tép không quay gì được nhiều. Ok, lên phòng thôi. Chờ thang máy, kéo hai cái giỏ này nữa nè. Ồ, oh, bên đây. Ok. Thở hổn hển, mệt quá. Gần 1 giờ sáng. Bên đây cái múi giờ nó sẽ khác hơn múi giờ ở Cali nha mọi người. Cali giờ này là chắc tầm khoảng 10 giờ. Và đây là cái phòng của mình. Ở cái đèn này lên luôn. Không biết mọi người sao chứ mỗi lần mà tép ngủ á là tép mở đèn sáng trưng luôn á. Khi mà đi khách sạn hoặc là đi cái chỗ nào mà nó lạ đó là tép sẽ mở đèn sáng, thiệt là sáng tép mới ngủ được ha. Rồi sẽ đem theo khăn nè, rồi đem theo mền nữa. Bên đây thì có một cái máy hâm đồ ăn với lại một cái tủ lạnh. Tủ lạnh thì chắc không có gì đâu, chỉ có hai chai nước. Ủa không có nước miễn phí cho mình luôn hả ta? Chà. Điều này phải đi xuống dưới mua nước uống rồi. Cái này là cái máy hâm đồ ăn nè. Máy hâm đồ ăn. Thôi. Ok. Vô cái restroom thử coi nha. Mở lên, đèn ở đâu? Đây. Khách sạn bình dân vậy chứ cũng thuế đồ này nọ cũng gần 100 đồng rồi. Khách sạn rất là đơn giản ha. Và cái mặt giờ này mà cũng còn giỡn được là hay lắm. Quá sức hay. Bây giờ thì Tép sẽ đi xuống dưới đó, Tép mua nước, rồi sau đó đi tắm, đi ngủ và tiếp tục cho ngày mai để mình đi mướn xe, rồi sau đó thì sẽ đi lên New York. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép và Tép hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Nhìn cái mặt của Tép kia quá rồi. Bye bye.